Thank you.
Băng mùi phải. Đây,
lấy đồ ăn rồi ngồi nè, không gì tại trong gọi đấy ăn đi, gọi ăn đi. Ăn ngồi bên kia. Mình dứt mái che trong đó. Mình ngồi ngoài trời luôn nè. Lúc nào khách hàng lấy đồ ăn thì mang lại. Lấy đồ ăn đi. Bưng lại. Đi lấy đồ ăn. Lên đây là lại đây không lấy đồ ăn là đói á. Ok rồi, bưng đồ của mình với bưng đồ đi lại khách hàng của mình. Mục đích kia lấy đồ ăn rồi ngồi thôi, không cần ghế. Dùng ghế cho ta. Mình đi lại ghế nhau lấy đồ ăn. Xin lo cho sư mẫu ha, phụ hãy nhớ dành cho phụ lấy đồ ăn cho tụi nó. Sư lấy. Xe hoàng á. Không, lấy đồ ăn đây. Biết rồi, phải đi ra xe hoàng lấy. Đi đoàn của Việt Nam hả? Dạ. Rồi đóng giờ tàn nhiều. 80. Nó chở xe bus lên tới đây luôn. Dạ. Ồ, vừa rẻ. Chắc mà hàng trò mình có duyên á. Trời ơi. Đói lắm. Đói lắm. Mà trời sao mà gặp được. Có hả? Lên núi được. Không biết, biết. Đó. Giờ bỏ gậy rồi hả? Dạ. Không, đâu có đi gậy. Có gậy mà không đi mất cỡ. Không, có điển vô, có... khó gần gậy. Chưa phụ cho điện rồi. Cho điện rồi hả? Ở chỗ Hiền Minh thôi. Hiền nó không có lên hả? Không, gậy con phải chọn đó. Thân quá trời. Thì mấy con lại thích lấy đồ ăn đi. Muốn ăn đồ ăn của chùa thì mình lại đó. Còn ăn của mình thì Trinh nó đem vô. Không phải đồ ăn này. Mấy chị em đi lấy, à, lấy giày á, làm ghế ngồi với cỏ này cũng được nè. Mấy thanh niên đi theo bên cái hàng lai. Phụ con có Tâm Như hứa sẽ chừng nào lên núi ghé sở con lên. Thôi Tâm Như là giống như mình mở viện lão của họ Thiên. Ai già là Tâm Như lo hết. Quá không ngờ đi được gặp đó chứ con. Cứ đánh đi mèo hoài mà con đánh đi mèo đánh thì phụ chứ con đánh thì phải. Vừa rồi phụ không có trả lời. Trả lời giờ có ai vậy nè. Một cái gọi là mình nói là cái cục than đúng không? Cục than mà để chờ lửa sáng cháy trở lại, ánh sáng Phật giáo sẽ sáng lại trong tương lai gần khi Phật Di Lạc xuất hiện. Và đồng thời chỉ gieo duyên mấy đứa họ Thiên là không biết sao thụ có duyên chỗ này, gần mười mấy hai chục năm trời cứ lần quần ở nơi này, không có chỗ nào mà thụ không biết đường đi á. Ở đằng sau này có khu cho cư sĩ ở nữa, được thích ở đây à. Cũng giống như những đứa họ Thiên thích ở Thiên Long Sơn vậy đó. Thiên Long Sơn mình nhỏ hơn đây nhiều. Ở đây nó gọi là thành phố mà con city, con thấy không? Mình chỉ đứng con góc mà thấy building nó như vậy. Trong này có thầy cũng có. Có những người bình thường á, xin vô ở chừng 1 năm, 2 năm. Có những cái khóa tu hàng năm á, mấy đứa con thích thì cứ ghi tên người ta cho vô ở. Người ta làm gì mình làm đó để cho biết là tu hành như thế nào. Tại vì mình thấy những người xung quanh trong này, ở chung trong này
vô bước vô cái cửa chỗ Vạn Hoa Thành là phải hiền rồi, hiền mới ở được. Nội con thấy vừa ngồi xuống bên nam bên nữ thấy lạ không? À, cái gì cũng khác hơn người ta hết. Rồi ăn uống con thấy cũng có trật tự, rồi đi ra cũng trật tự chứ không phải cái ào bỏ ra. Thì mai mốt mấy những đứa mà leader của hội thiên chúng ta đó phải bắt chước, rồi là mỗi đứa gặp bánh mì đó vừa nói vừa ăn. Ăn này. À, mỗi đứa chúng ta sau này bắt chước về để mình làm, nhất là Veronica nè, những cái máy quay phim này quay để mình thấy cái kiểu của ta đó. Giống mai mốt mà sư phụ làm cái buổi lễ ngày hai đạo của Thiên Tâm thì mình cũng bắt chước như vậy. À, mỗi đứa bưng bưng ra, rồi cái đứa cuối cùng cái đặt xuống bàn phải không, ngay chỗ mà cái bụp của cha mẹ đó. Còn còn của kiểu của mình bữa mình làm sẵn, người đứa ra đốt nhang thôi. Còn này họ không có đốt nhang thì họ mỗi đứa bưng 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 vậy đó, thì cũng như cái lọc vậy đó, lấy cái công đức của cái buổi lễ đó. Trời ơi, nhiều quá, cái bộ đủ rồi. Đủ rồi, nhiều quá. Ồ, mình cũng hay nghe ta. Ủa, con lãnh ở đó hả? Ồ, đã nghe, ở đây có bún. Bữa nay trên này cho ăn bún. Rồi đưa lại. Rồi đưa rồi, cho bữa nay đi. Dạ, bình thời bữa nay thù giao duyên nơi này á, là cũng là nơi mà sư phụ học hỏi về Phật cả cuộc đời. Chứ 14 tuổi qua Mỹ không thầy, không có bạn mà hiền, bạn hiền á, toàn là bạn dữ không à. Bạn làm ăn đâu còn nào hiền nữa. À, thì nhờ ở nơi này mà sư phụ sống qua gần được 5-7 năm trời cô đơn á. Những cái năm cô đơn trước khi mở chùa đó là mình không biết mà làm gì phải không? Cũng giống như trước khi con mở cái hãng như sư phụ phải đi học đúng không? Phải biết nghề kỹ sư rồi bản vẽ rồi blueprint máy móc. Thì trước khi mà nói chuyện trên mạng sư phụ học từ nơi này. Thì hôm nay quay trở về đây thì cũng là một cái ân nghĩa, ân tình. Sư phụ được Hòa Thượng Tuyên Hóa nhận làm đệ tử có cái tên là Trung Di. Ở đây có bằng cấp đàng hoàng á. Không phải cái bằng đó bình thường đâu. Chú Mẫu cũng vậy. Chú Mẫu là chung gì ta? Chung Doan thôi. Cũng có. Tại vì đó chú Mẫu chỉ là girlfriend thôi. Tại vì chưa có cưới. Dẫn lên đây. Tại lái đường xa dễ tâm sự phải không? Lên đây 2 tiếng mấy. Hey, tôi đi tìm nơi, tìm chỗ để mà tôi học đạo. Học đạo mấy con cũng tưởng tượng giống như mình tìm được một cái nghề gì mà mình thích. Là mình cứ không cần biết ở nơi nào, mình cứ đi tìm thầy này, thầy kia, chùa này, chùa nọ. Rồi cuối cùng sư phụ tìm nơi đây là xong, là đúng nơi. Sư phụ không có đi tùm lum hay là thầy Việt Nam này nọ. Mấy thầy Việt Nam mà sư phụ chỉ kính dường rồi thôi. Rồi sau khi ở đây, học ở đây rất là lâu. Sau đó phụ đi qua bên Ấn Độ, giao duyên với mấy thầy Ấn Độ. Phụ đi hết mấy cái chùa lớn của Ấn Độ. Chùa Ấn Độ bự hơn này gấp 20 lần, gọi là CD luôn á. Bên Choe Phung, bên Serame, trời ơi, miền Nam của Ấn Độ đất nó rộng lắm, tới 10,000-20,000 tăng ni mà. Ở đây đâu có nhiêu, phải chừng vài trăm à. Con nghĩ 10,000-20,000 người như cái city vậy đó, thành phố luôn á. Đường trong đó cũng lái xe như này chứ không phải chùa 2 phòng 3 phòng. Không phải một rừng một cọp, muốn làm gì làm á không. Còn bên kia người ta như vậy đó, cho nên rất là đàng hoàng. Rồi có những cái cư xá, rồi những vị hòa thượng lớn của Tây Tạng á mà già đó, người ta về đó ta ở. Những đệ tử mỗi ngày nó săn sóc cho sư phụ của mình, nghĩa là họ sống giống như cha con thầy trò. Tại vì họ cũng không có gia đình, xuất gia hết rồi. Thì bên Ấn Độ người ta là như vậy. Thì sư phụ gieo duyên quá trời. Tại vì mấy cư xá gì nè, có mấy trăm hòa thượng Tây Tạng mà già đó, già cũng như là có 80-90 rồi, không còn ra giảng pháp được, không còn đi đứng được. Nhưng mà ở bển bệnh đó là tự lo. Nếu mà người Việt Nam mình á nên tổ chức đi qua bển cúng dường cho mấy ông đó,
Tại mấy ông đó sắp sửa thành Bồ Tát hết rồi đúng không? Mấy ông chỉ còn có nhiều khi một ngày, hay là nhiều khi còn năm, hay còn tháng là mấy ông bỏ xác phàm, mấy ông thành gì? Thành Bồ Tát. Mình cúng dường cho mấy ông đó còn có phước hơn á. Còn cúng dường cho mấy ông thầy Việt Nam trẻ là mấy ông đi có bộ đó à. Muốn cúng ai thì mà cúng lộn người mà không có nhiều phước. Thì sư phụ chứ đó, thì những cái công thức mà tại sao hôm nay sư phụ hiểu được nhiều. Còn hòa thượng Tiến Hóa thời xưa mà qua bên Mỹ này á, ở San Francisco á, để mà lập đạo á, ngài tánh cũng thẳng lắm. Ngài cũng nói thẳng những cái gọi là thầy mà không đúng đó. Ngài lên ngài phan láng hả, bởi vì ngài là Bồ Tát, ngài xuống là ngài chỉnh đốn cái Phật giáo như cái đèn bị mờ bị lu á, nơi này giống như là còn một cái cục than hồng cuối cùng ở giữa rừng vậy đó. Một ngày khi mà Đức Thầy xuất hiện, Phật Di Lặc xuất hiện sẽ bừng sáng lên song song với thiên tâm chúng ta. Ok rồi, nói chuyện như đó mình đi về nha. Nghỉ mệt chưa? Rồi bắt đầu đi ra xe đi về rồi. Sư phụ cho con hỏi một câu được không sư? Những cái người mà không có chết mà không có ai cầu siêu sư phụ, so với những người mà được con cái nó gửi nhiều chùa, nó có gì khác nhau không? Cầu siêu nó có hiệu lực không? Cầu siêu là siêu khỏi ba đường ác, khỏi địa ngục, chứ không phải là siêu siêu về trời. Về trời là do hiện giờ mình đang làm gì á, mình tích lũy công đức đó thì mình siêu về trời. Cảm ơn sư phụ. Cho nên hàng năm á, sau này hôm nay ngày đầu tiên hội giao duyên ở đây thì có máy ở phim, năm sau á đứa nào về cứ ngẫm nghĩ lại, cái này cũng như ông một cái venture cho những đứa mới đúng không, rồi về cứ học hỏi nghiên cứu lại, rồi năm sau thích thì mình đi tỉnh đi 27 ha, bữa nay đi ha 27 với mấy xe nhỏ ta, nhiều xe nhỏ Thiên Long Sơn mình á là cũng là thánh địa. Còn đây á, là cái nôi của Phật giáo, hai cái khác nhau. Ở đây cũng giống như cái nơi mà dạy ra những cái người tài giỏi về để cho giữ nền tảng đạo Phật không có bị mất. Thiên tâm những đứa con ở thiên á cũng cần lên đây để học, để biết đá biết vàng. Sang năm sư phụ ở Việt Nam rồi sư phụ. Để nói cái này nhạy cảm coi. Dạ. Thôi nửa đời nửa đạo, giờ là thuộc phần đạo đã giao duyên được tới đây. Phần đời thì chờ cha phất cờ, chờ đức thầy bật đèn xanh. Hả? Mà con nên nhớ là một người làm businessman lớn lên đây, kỹ sư đây, không hề biết ra gì nhiều, mà những cái nằm mơ á, mà mơ có mình có cái giác quan đó, mình biết cái mơ nào thiệt mơ nào giả, thì cái mơ đầu tiên vô thấy hòa thượng Tiên Hóa, lúc đó chưa có biết ổng là ai luôn, ổng có dẫn mình ba vòng vòng à, mà toàn là cảnh đẹp lắm, cảnh chùa, cảnh mây, cảnh bồng lai rồi không mà suối nước rồi không đã lắm, mà cứ thấy vậy hai ba lần rồi cái từ đó thuộc cắt cái building đó ra hơn nữa, cái building hiện giờ chùa Freeman á, thì từ đó giao duyên với mấy thầy khắp thế giới, cho nên những thầy trên thế giới ai cũng quen hết. Rồi đến một ngày cũng khoảng mùa này đám giỗ, phụ lên chỗ hồi nãy thấy cái hình của hòa thượng á, đó là xưa mình thấy cái tượng không có giống, nó có cái sự về phần tâm linh á, là mình phải nói là cảm ơn hòa thượng
giống như mình xuống trần mình đầu thai mình quên á, ngài chỉ là đường cho mình đi. Lúc đó sư phụ đâu có còn tuổi thanh niên mà giàu nữa, không biết không, dịch cái là dễ hư lắm. Không biết rồi đó, không 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 bồ bịch thì cũng này kia, mà cũng may à, đi vô đường đạo bất tạo nghiệp, từ đó mình mới có tới ngày hôm nay, có cái đạo, có cái núi và thêm cái sông Thiên Long Giang nữa. Rồi từ đó những cái cánh cửa đó mở mở ra để mà mình biết được nó không phải chỉ đạo. Đạo là để sau này á, là thiên tâm á, là mục đích chính của thiên tâm chúng ta. Đời là siêu đời, đạo á, là siêu đạo. Tu á, ở trong lòng, thấy mình mặc đồ là đồ trắng, đồ xanh, đồ cam, đồ đen, mình không có cần mặc áo tràng. Nhưng mà chúng ta là người mọi cái cử chỉ, lời nói đều là từ trong tâm, là lời thật. Mình tu trong tâm chứ mình không tu bề ngoài. Còn phần đời á, thì mình cũng phải lo chỗ đúng đời. Mình không có làm những cái đồng tiền bất chánh, lấy những đồng tiền của người mà làm cho người ta đau lòng, mà làm cho mình vui. Nghĩa là có lợi cho mình mà có hại cho ta, mình đừng có làm. Và đồng thời, Nãy Xuân nói rồi, cái quốc gia của mình á, thiếu ăn, thiếu đạo đức, người Việt Nam á, thiếu đủ thứ luôn. Cái đạo đức là quan trọng, cho nên họ thiên chúng ta là sau này là có bổn phận phải giúp cho họ, giống như chúng ta có cái đời sống ít nhiều cũng gần bằng như chúng ta ở Mỹ, vừa phải có đạo đức, vừa phải có công ăn việc làm, vừa phải có trí thức mà để mà làm ra tiền, chứ không phải tối ngày cứ dành nhau miếng đất cha mẹ để lại. Mấy cái đó không phải. Vì quốc gia của chúng ta quá nghèo, không có giàu như người Đài Loan. Thấy đây người Đài Loan người ta giàu không? Người ta maintain cái ngôi chùa này rất là đàng hoàng. Thì mình không bằng họ. Nhưng mà nếu mà họ thiên mà hiểu được cái ý nửa đời nửa đạo, y như kiểu sư phụ, một mình sư phụ thì không nói gì. Thí dụ như mình có ở Mỹ này 20.000, 50.000, 100.000 họ thiên sau này, mà ai cũng nửa đời nửa đạo mà y như Trang như phụ, con nghĩ nước Việt mình như thế nào? Ghê gớm đúng không? Bây giờ có một mình như phụ thôi mà làm cho mấy ông lãnh đạo cũng hơi nhức đầu rồi đó. Mà thí dụ như mình mà sau này mà họ thiên trong tương lai, mà con nghĩ chừng 20.000 người đều làm lương cao đi, không cần nhiều bằng như phụ, mà đều biết đạo đức nữa, thì con nghĩ cái xã hội này á, tất cả cộng đồng mình có cộng sản nó có pháo không? Phá rối được không? Không bao giờ được. Khi mình có chánh kiến thì cho nên đạo thiên tâm mình nó khác hơn người ta một chút. Là học đạo, lên đây học là học một phần cái tốt của chỗ này thôi. Đừng bao giờ quên ở cái nhiệm vụ bên kia. Thiên tâm là thờ cha, chỉ có thượng đế thôi. Và mình cũng phải ở đời mà mình cũng phải gieo duyên với đời, đời sống cha mẹ và đời sống của quốc gia của mình. Bao nhiêu cả trăm triệu tuổi trẻ bệnh đang thất nghiệp, bao nhiêu ca sĩ, bao nhiêu tài hoa, những người cả lương hay là đóng phim, họ bây giờ họ là một người trên hàng ngàn hàng vạn người, mà bây giờ họ phải về nhà để mà họ lên trên mạng bán ba cái đồ giống như Amazon vậy đó, thì con nghĩ có buồn cho quốc gia mình không? Còn trong khi ở hải ngoại, bao nhiêu movie star của Mỹ, trời đi đâu á, người ta cũng mời đóng phim, một bộ phim là 100 triệu, 50 triệu không. Căn bản là thôi nó mua nhà lầu rồi. Còn Việt Nam mình á, ca bản nào á, đủ trả tiền nhà bản đó. Ở đây mấy ca sĩ đây á, nhiều lúc ca một đêm nhé, người giỏi nhất, phụ nghĩ chừng 2.000 bạn, mà phải bay qua nữa. Thấy tội không? Có nhiều người ca không cần tiền, chỉ cần lên cái video ta cũng chịu nữa. Đó, thì mình khác hơn. Nhưng mà sau này những cái thế họ thiên trong tương lai á, cha với Phật với Lạc, Đức Thầy đã định sẵn rồi.
sẽ làm cho nước Việt Nam sáng lạng hơn là nhờ cái chỗ này và nhờ những cái đứa con của mình. Tệ nhất á, mình ăn phe, mình bị bệnh hay là bị diễn biến là mình cũng, con của mình cũng ra đại học được đó. Ngày hôm qua có đại tử mà bữa nay có đi không? Cầm cái hai kình đó, cái hàng đó đó. Đâu rồi? Không, không, đây đây đây. Sư phụ rất là hãnh diện với con. Tôi không bao giờ nhờ á. Lâu nay quen đại tử này biết bao nhiêu năm rồi, tự nhiên nhấn con quá trời đã luôn. Sao nãy vậy giúp sư phụ được, đó thông minh lắm. Cậu vậy mà đẻ đứa con thằng đó là, cái đó là hạt giống của họ Thiên á. Mấy con là gieo duyên. Mấy con thấy có nghèo nộ không? Ờ. Về nó cũng giống, nó lai lai Mỹ đúng không? Sao là mấy con Mỹ nghe lời nó là thôi. Sau này họ Mỹ là vô họ Thiên lắm. Thằng nào nấy cũng đeo dấu chân tâm á. Bây giờ có nhiều thằng đeo rồi. Bữa có hình trên Facebook đến nào để á. Mỹ đen đeo dấu chân tâm. Như nó là dân nhảy bebop nhiều lắm. Thật sự không có khó. Mình mà có bạn người ngoại quốc á, mình nói nó hiểu là nó hiểu à. Nhiều lúc người Mỹ nó không có đạo con. Nó không có phương hướng. Nghĩa là nó biết nó thiếu thốn một cái gì trong đời á. Mà mình nói thêm nữa là nó sáng mắt ra một cái là nó tin liền. Tại bình thường nó cũng không có làm gì để mà những cái lúc mà nó sầu não, nó buồn, hay là những lúc mà nó cảm thấy nó bị bế tắc trong cuộc đời, nó không biết than vãn ai, nó không biết kêu ai. Nó đạo ông giáo hay những đạo khác cứ nghĩ ông trời xa lắm, cha không có nghe, Phật không có nghe. Nhưng mà họ lầm. Mấy con gần với hộ mấy con thấy đó. Hồi nãy lên đây mấy gì cũng đầy bầu trời đó. Thấy không? Mấy ông rồng đầy bầu trời luôn. Mấy vị rất là gần với mình. À. Trong tiệm con có ông bà tin Phật lắm sư phụ. Cái bà cứ tối ngày bà cho con cái cam ngay chỗ ông Phật ngồi. Cái cam hả? Dạ, cứ bà lâu lâu bà cho một trái cam, bà nói này để cho ông Phật. Xong trái cam hơi cũ bà lấy đi, bà đưa trái mới vô. Thì cũng ngay có. Chỗ ông Di Lạc con ngồi. Bà làm kiểu nào cũng được. Nhưng mà cái đó cũng là một cái ít nhiều á, là làm cho bà cả trước tiên á, là phần lợi của bà là bà thấy vui đúng không? Dạ, bà thấy vui, bà nói bà thích Phật mà. Vậy được rồi. Ok rồi, mẫu tới chưa? Mẫu đi về á. Mẫu đằng sau luôn. Ok, rút quân. Đi về. Đi về. Tắt mấy cái này nữa không? Rút quân, rút quân. Sư phụ.